Điểm tin tuần trên Vĩnh Long Online ngày 1 tháng 9 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây. Viếng các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Diễn biến thời tiết trong các ngày nghỉ lễ. Các cơ sở du lịch sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Trẻ em thích thú tham gia trải nghiệm làm bánh trung thu. Bánh mì ma, ngày bán hơn 400 ổ. Sáng ngày 28 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2024. Tham dự lễ viếng có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương và đặt vòng hoa lên tượng đài liệt sĩ, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương tri ân các liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 176 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Vĩnh Long theo đúng quy định. Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 10 tháng 7 năm 2024 đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Hưng vào xã Tân An Thạnh thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là xã Tân An Thạnh. Sau sắp xếp, huyện Bình Tân còn lại 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm một thị trấn và 8 xã. Nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú Đức vào thị trấn Long Hồ thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là thị trấn Long Hồ. Sau sắp xếp, huyện Long Hồ còn lại 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm một thị trấn và 13 xã. Nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thiện Mỹ vào thị trấn Trà Ôn thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là thị trấn Trà Ôn. Sau sắp xếp, huyện Trà Ôn còn lại 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm một thị trấn và 12 xã. Nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tường Lộc vào thị trấn Tam Bình thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là thị trấn Tam Bình. Sau sắp xếp, huyện Tam Bình còn lại 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm một thị trấn và 15 xã. Nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường 2 vào phường 1 thành một đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là phường 1. Sau sắp xếp, thành phố Vĩnh Long còn lại 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 10 phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện Vĩnh Long đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Riêng từ ngày 31 tháng 8 trở đi còn kết hợp với rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới. Do đó, thời tiết phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình dao động từ 80 đến 92%. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, người lao động trong cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày. Nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để khép lại một mùa hè và tạo hứng khởi cho con trẻ trước khi bước vào năm học mới. Nắm bắt được điều này, các doanh nghiệp, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện để đón khách an toàn, chu đáo. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 18 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch, gồm 4 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 14 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị kinh doanh dịch vụ cũng đã tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt mốc 2 triệu lượt khách. Với mục tiêu mang đến cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Vĩnh Long những hoạt động thú vị, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về những nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp Tết Trung Thu đến. Hội đồng đội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghề Tuyết Nhung Chi Bách tổ chức chương trình trải nghiệm làm bánh Trung Thu. Bắt tay vào làm bánh, các em sẽ làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm có các bạn tình nguyện viên hướng dẫn thao tác thực hiện dựa theo chỉ dẫn trực tiếp từ anh Nguyễn Bá Hiệp, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghề Tuyết Nhung Chi Bách. Không khí làm bánh vô cùng sôi nổi khi các em nhỏ được tự tay nắn bột, phủ nhân và đóng bánh. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rộn rã như tiếng trống múa lân ùa về trong căn bếp nhỏ. Thường ngày là em rất là thích ăn bánh Trung Thu. Em cũng có tò mò là người ta làm bánh Trung Thu như thế nào. Thế là em lên mạng tìm kiếm và xem cách người ta làm. Bây giờ em được tự tay làm chiếc bánh Trung Thu của mình. Em rất là vui và thấy rất là thú vị. Sau khi đã có hai chiếc bánh Trung Thu thì em sẽ đi với ông bà để ông bà thấy được cái thành quả mà em đã làm ra. Con cảm thấy rất là vui, nó tạo ra con được cảm giác tinh thần đồng đội. Dạ, một chiếc bánh Trung Thu thì nhìn qua cứ tưởng là rất là dễ, nhưng mà khi làm thì mới biết là có những công đoạn thì dễ và những công đoạn thì rất là khó, phải nhờ người phụ chứ một mình không làm được. Để tổ chức chương trình trải nghiệm làm bánh Trung Thu cho các em học sinh, ban tổ chức đã dành nhiều tâm huyết lên kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất để các em nhỏ có được những trải nghiệm thú vị, giúp mùa Trung Thu này thêm trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Trong cái dịp mà Tết Trung Thu năm 2024 này, thì Hội đồng đội tỉnh cũng đã tổ chức một cái chương trình trải nghiệm làm bánh Trung Thu cho các em thiếu nhi, là với một cái mong muốn là giúp các em có thể trải nghiệm các công đoạn làm ra một chiếc bánh Trung Thu truyền thống là như thế nào, và với một cái ý nghĩa là các em sẽ cùng chia sẻ cái niềm vui, cái hạnh phúc một cái Tết đoàn viên cùng với những người thân trong gia đình của mình. Và cái hoạt động trải nghiệm làm bánh Trung Thu hôm nay thì có 30 em thiếu nhi tham gia. Trong cái buổi hôm nay thì thấy các em rất là siêng năng, các em rất là có một cái đam mê mà các em làm bánh, mà thậm chí là các em tới đây rất sớm mà các em rất thích thú và muốn được làm ngay, bởi vì các em muốn là vì cái bánh này phải tự tay con làm, con mang về con biếu cho ba mẹ, đó là một điều hạnh phúc của các em. Thì mình cũng nên cố gắng làm sao để mình chia sẻ được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình để cho các em nắm được nhiều hơn thì các em càng dễ làm hơn. Bánh Trung Thu là tinh hoa ẩm thực, là trí tuệ của người Việt Nam và cũng là nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh cần được gìn giữ. Và việc dạy trẻ làm bánh đã và đang góp phần gìn giữ hương vị bánh Trung Thu truyền thống. Những chiếc bánh do các em làm ra tuy không hoàn hảo về hình thức, nhưng lại chứa đựng đầy sự ngọt ngào, tình cảm đặc biệt dành cho ông bà, cha mẹ trong dịp Tết đoàn viên này. Là tại vì bán ngồi cái xây cái mâm rồi ngồi dưới đất mà bán vào buổi tối giấc khuya, hồi đó là 10 giờ 11 giờ mới ra bán nữa chứ giấc này không có, nên người ta gọi là miền ma là vậy đó, bán về khuya không à. Hồi xưa là cái chợ này về khuya nó mới có chứ giấc này là không có chợ, giấc này ít lắm, khuya đông người á, cái người ta bán á, người ta gọi là muốn ăn bánh miền ma là phải đi xuống đây 11 giờ trở lên mới có. Bây giờ thì bình thường rồi, giờ chiều là có bán rồi. Tại vì chiều giờ người ta đi chợ đông quá rồi, chiều là người ta có bán. Bây giờ lại bán đông hơn hồi xưa nữa. Hồi xưa thì chỉ có 1-2 người bán thôi. Ra ngay bữa gầm tháng 7 luôn, ngày tới giờ luôn á. Gầm tháng 7 này là cô đúng 20 năm. Buổi chiều không là cô bán buổi chiều 5 giờ cô mới ra. 5 giờ cô ra cô bán tới có bữa mười mấy, bữa 11 mấy. Không chừng nhiều khi còn ít cái dây dưa cả 11 mấy, rồi 12 giờ. Rồi nhờ bán đầu hôm vậy nè, đầu chiều vậy nè, con thì bán đắt. Ví dụ qua ăn bánh lớn thì 20, bánh nhỏ 15. Rồi bán đắt nhất là bì với chiếu mại đó. Còn con tê chó lụa lặn như ban ngày.
ta ăn nhiều quá ta cũng thối ít ra nha. Thì trung bình là cô bán khoảng 300 mấy 400 không chừng ngầm bữa, nhưng mà trung bình chắc cả 400 được. Ăn gần 10 năm, nó hợp với khẩu vị của mình, ăn là làm thấy như vừa miệng mình vậy đó, ăn. Nếu nhiều người bán không có bán mà, không có ăn mà ăn có cổ không à. Mà ra bán giờ là cô ăn ở đây không? Con con gì nữa, giờ mua về cho nó mà. Ở đây bữa nào chị Bình chỉ có ông chị nghỉ á, là chị không có bán, là chị không có ăn bánh mì, chỗ khác. Rồi chị mua món khác chị ăn vậy đó. Cơm hay là ăn xôi, ăn này nọ vậy đó. Dạ, cho vui vậy, con ăn không? Không ăn bánh mì chỗ khác. Tại vì cái ống vừa khổ miệng của mình, ăn ở đây quen rồi đó. Đó giờ ăn đây quen rồi, xưa giờ mà ra bán bây giờ gần 10 năm mỗi lần ăn là chỉ không à. Chú ăn hợp khẩu vị, ăn khoảng 3 năm nay rồi, với giá nó cũng giá cả hợp lý. Ngoài chú ra thì chú cũng mua về cho thành viên gia đình nữa, như là 5 ổ, 10 ổ.